khắp đảo mùa hè từng quả bánh nhào lộn độc đáo. Trong hộp sản phẩm bao gồm một xe, một tay cầm điều khiển, một bộ pin cho xe và tay cầm, một tờ giấy hướng dẫn sử dụng và một phiếu bảo hành. Sản phẩm được kèm sẵn pin cực kỳ tiện lợi, dễ dàng lắp đặt và sạc đầy trở lại. Xe bao gồm hai tần số 27 MHz và 49 MHz. Bấm mũi tên lên hoặc xuống để xe lật mình nhào lộn. Xoay 360 độ với nhiều hình dáng khác nhau. Trên tay sở hữu cỗ máy nhào lộn có 102 nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 với giá chỉ 399.000. Sản phẩm hiện đang bán tại hệ thống My Kingdom và các cửa hàng trang bị tin phân phối trên toàn quốc.